con về đây đã lễ bà cậu ha. Trong năm những ngày bánh mía trà thuốc uống rượu đi. Rồi, hôm trước rồi. Rồi, ok. Đây là thuyền trưởng Ba Cao. Đây là anh Lộc Hải Ngoại. Anh Hiếu Phi Sài Gòn. Xì phố. Ở xã Sài Gòn. Rồi, còn đây là anh Trần. Anh em chúng tôi chia tay sông Cổ Chiên, chuẩn bị ra về đón Tết Bính Thân, kết thúc năm Ất Mùi, chia tay dòng sông Cổ Chiên Ba Cao.